Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Online. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game vừa mới ra mắt tại Việt Nam, có tên gọi là Vương Thần Mobile. Thì con game này được Soha Game phát hành tại Việt Nam nha anh em. Và game đã chính thức ra mắt trên cả hai nền tảng iOS và Android. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái con game Vương Thần Mobile này. Một con game nhập vai MMORPG. Rồi, chúng ta sẽ có 3 lớp nhân vật ở trong cái con game này nhá. Game này thì mình thấy là chỉ có 3 lớp nhân vật thôi. Đầu tiên đó là chiến binh này. Đó, nó sẽ có sở trường là cận chiến này, phòng máu trâu, thủ cao. Đấy, thiên về tanker. Lớp nhân vật thứ hai là pháp sư này, đánh tầm xa, công cao, máu thấp, tấn công nhóm. Đó, và lớp nhân vật thứ ba đó là sát thủ, cận chiến, bạo cao. Đấy, nói chung là cái game này nó sẽ có một cái bối cảnh gọi là bối cảnh thần thoại phương Tây. Và mình mang thấy một nét nào đó âm hưởng các cái lớp nhân vật này nó ảnh hưởng từ MU. Cũng có những cái lớp nhân vật như kiểu là về tanker, này, phép sư, rồi sát thủ. Nó kiểu mang chịu ảnh hưởng thôi chứ không phải nó giống hoàn toàn nha anh em. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chơi đi, mình có lẽ mình sẽ chơi sát thủ đi. Nhưng mà như vậy là chúng ta có hai nhân vật nữ, một nhân vật nam. Hơi bị lệch, thiếu sự cân bằng giới tính nhỉ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào game này. Về cơ bản thì con game Vương Thần Mobile này thì nó chơi khá là quen thuộc rồi. Dòng game nhập vai trên mobile hiện nay đó là bây giờ ban đầu chúng ta sẽ đi vào và làm những nhiệm vụ cơ bản đầu tiên để lên cấp. Đấy, anh em có thể thấy đây là cái đồ họa game này. Con game này có đồ họa 2,5D nha anh em. Các bạn sẽ không thể xoay 360 độ được. Đấy, cũng không thể zoom gần zoom xa được. Và thật sự thì để mà mình đang chơi bằng giả lập ấy, để mà có một cái độ hóa, chất lượng đồ họa đẹp nhất thì anh em nên chơi bằng điện thoại hơn. Vì mình thấy là mình cũng có thử chơi game này trên điện thoại rồi, nó sẽ nét hơn rất nhiều. Hiện tại mình thấy giả lập ở đây mình đang dùng cái Note Player ấy, nó đang bị cái phần đổ bóng nó không được nét lắm. Nhưng mà mình chơi trên iPhone thì game này, cái game Vương Thần Mobile này rất là nét này. Nói chung là game này chơi bằng giả lập thì nó sẽ được có cái gọi là giúp các bạn cày cuốc không lo nòng máy tốn pin thôi. Còn để mà có chất lượng đồ họa đẹp nhất thì các bạn nên chơi bằng điện thoại, đặc biệt là dùng những cái thiết bị iOS. Nhưng mà nếu khi các bạn chơi bằng điện thoại iOS có tai thỏ ấy, thì các bạn sẽ bị gặp một vấn đề là game nó chưa tối ưu cho điện thoại tai thỏ lắm. Bởi vì cái tai thỏ nó che đi mất một phần góc ở bên tay trái màn hình của các bạn. Đó, đây là một điểm mình đang khó chịu đối với game Vương Thần Mobile này. Thế nên mình đang phải chơi bằng giả lập. Còn ở trên điện thoại thì mình đang dùng iPhone nên nó bị che mất một góc ở chỗ tay thỏ. Rồi bây giờ mình đang đi làm nhiệm vụ mà. Thật ra thì game này nó lên cấp khá là nhanh nha anh em. Con game này nó khoảng 400 cấp cơ. 500 cấp. Đây, các bạn thấy là cái map hồ băng này. À, phải 600 cấp nhé. Đây, cái map dung nham này cấp 440 đến cấp 600 là mở này. Và anh em thấy là game này nó mấy trăm cấp. Đó, thằng hùng mặc cày. Cách chơi cái game này thì mình thấy là nó cũng hướng tới yếu tố đơn giản thôi. Ít thao tác vì nó có hỗ trợ auto rồi. Game thì cũng có hệ thống VIP nha các bạn. Và các bạn nên có VIP. Bởi vì VIP thì sao? Bởi vì có VIP thì các bạn sẽ được có cái tính năng dịch chuyển tức thời ấy, đi làm quét rất là nhanh luôn. Đấy, đây, hệ thống VIP của đây, chúng ta cao nhất là VIP 17 và game cũng làm một cái bảng so sánh cho các bạn biết là VIP, các cấp VIP nó sẽ có sự khác nhau như thế nào. Đấy, không biết là anh em nào dám chơi liều làm phát cấp VIP 17 không? Mình không biết là bao nhiêu tiền, thật ra cái đấy thì cũng không quan tâm lắm. Rồi, chúng ta có tính năng thú cưỡi đây. Rồi, chúng ta sẽ ngó qua ngoại hình thú cưỡi của game này, nhìn khá là đẹp. Đó, thú cưỡi nó có hiệu ứng xung quanh nhìn rất là ấn tượng luôn. Đó, rất là ngầu. Game này nó mang bối cảnh thần thoại phương Tây mà. Nên là mọi thứ từ bối cảnh, từ thiết kế nhân vật bối cảnh, rồi đến những con thú cưỡi. Đấy, đều mang dáng dấp của thần thoại phương Tây. Cái này, game này, cái game Vương Thần Mobile này sẽ là một cái sự đổi gió cho anh em nào đã chán kiếm hiệp và tiên hiệp rồi.
Đó, khi các bạn tăng bậc thú cưỡi, các bạn có thể thay đổi hình dáng của thú cưỡi nhá. Nó rất là đẹp luôn. Đấy, cái bạn có cái hình đôi giày này, các bạn ấn phát nó bay ra chỗ nhiệm vụ luôn thì nó sẽ các bạn sẽ lên cày cuốc nhanh hơn. Rồi, chúng ta vào phó bản đánh này. Phó bản này. Đó. Đấy, các bạn thể dùng, thường là dùng áo tu thôi. Các bạn, cái game này nó không quá nhấn mạnh vào cái phần gọi là cơ chế chiến đấu gì cả. Chủ yếu là anh em dùng áo tu để chiến đấu thôi. Game này thì nó chơi cũng khá là dễ, các tính năng thì thật sự là nó không có cái nhiều tính năng gì quá là nổi bật cả. Không có tính năng gì quá là nổi bật cả. Chủ yếu là chúng ta sẽ đi đó. À, có một cái điểm mình thất vọng của game này nữa, đó là cái phần hệ thống kỹ năng nhân vật ấy, nó chỉ có 4 kỹ năng thôi. Rất là ít. Đó, nó chỉ có 4 kỹ năng thôi. Thường thì mình thích những game nào khoảng 8 đến 10 kỹ năng để các bạn có thể tạo combo này hoặc là chuyển đổi kỹ năng khi mà chiến đấu. Thì cái con Vương Thần Mobile này đã ít nhân vật rồi, lại còn ít cả hệ thống kỹ năng của nhân vật nữa. Đây là một cái điểm hạn chế của game này. Nói chung là game này nó sẽ tập trung vào phần cày cuốc và đánh PK này nọ thôi. Và cái điểm nhấn của nó là cái phần bối cảnh. Chứ còn mình thấy là đấy, như kiểu phần nhân vật thì mình không ưng rồi. Đã ít, chỉ có 3 lớp nhân vật, xong rồi hệ thống kỹ năng chủ động chỉ có 3 chi 4 chiêu. Không đã gì cả. Mình nói từ không đã. Đây, kỹ năng chỉ có 4 chiêu đây thôi. 4 chiêu duy nhất. Đấy, thế là anh có thể anh em mà khi mà chơi game này thì sẽ không 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 thích, không không ưng lắm. Rồi, chúng ta sẽ mở khóa một tính năng mới là tính năng thiên sứ. Trong tính năng thiên sứ này là các bạn có thể biến hình nha. Đây, các bạn để biến hình này. Đó, đây là tính năng có lẽ mình nói là tính năng chính của cái game Vương Thần Mobile này. Anh em có thể sở hữu rất nhiều cái thiên sứ và biến hình. Đó, và thời gian biến hình thì nó cũng có hạn thôi. Cái tính năng này nó cũng không phải là cái gì mới cả, nhiều game có tính năng biến hình rồi. Chả qua là ví dụ mà kiếm hiệp thì là mấy con kiếm hiệp hay tiên hiệp ý, biến hình là mấy cái nhân vật thần thoại Trung Quốc thôi. Còn cái game này nếu là biến hình thì là thiên sứ, thiên thần. Đấy, chúng ta có rất là nhiều thiên thần ở đây, 7 thiên thần. Đấy, các bạn có thể nâng cấp cho thiên sứ rồi sau này mở khóa kỹ năng bị động này. Đấy, đơn giản là vậy thôi. Chứ còn mình thấy là cái game Vương Thần Mobile này các tính năng nó không có gì mới cả. Hấp dẫn duy nhất là đến từ bối cảnh. Không biết có anh em nào trải nghiệm cái con Vương Thần Mobile này chưa? Tuy nhiên là mình thấy là game mới ra mắt vào ngày hôm qua thôi, nhưng mà hiện tại đã có 11 server rồi, rất là đông. Mới một ngày thôi mà đã hơn 10 server rồi. Không biết lượng người chơi thực tế như thế nào, nhưng mà đấy, thấy thấy số lượng mở server rất là ào ạt luôn. À, có một cái tính năng này hay nữa là phần thu thập trang bị này. Tức là kiểu bạn các bạn thu thập bộ trang bị ấy, đủ món để kích hoạt thêm các cái chỉ số lên ấy. Thấy khá là hay. Đó. Chúng ta sau này có sẽ ra rất nhiều cái bộ trang bị để thu thập. Nó cũng là một cái tính năng để các bạn gọi là cày cuốc. Khá là thú vị. Các bạn sẽ chủ yếu là tăng lực chiến bằng cách là tăng thú cưỡi, cánh, thần binh, thiên sứ này nọ thôi. Rồi. À, cái nói thêm về cái phần cấu hình con game này nó cũng khá là nhẹ nha. 1,5 GB và chơi khá là mượt. Rồi, mình có cánh này. Đấy, ta cấp cánh. Chúng ta sẽ đây cũng có rất là nhiều cái loại cánh rất là đẹp. Đấy, phần ngoại hình game này thì khá là bắt mắt rồi. Tăng cấp kỹ năng này. Level 44 mở cường hóa trang bị. Và các bạn thấy là mình lên cấp khá là nhanh nha. Chơi một lúc đã level 4x rồi. Đấy. Đấy. Loanh quanh thì các bạn chỉ đi lại. Ban đầu đi làm nhiệm vụ này rồi tăng
Mở khóa tính năng mới rồi. Đây mình được trải nghiệm VIP này, các bạn thấy không? Mình sẽ có cái nút rời bay nhanh này, đi làm nhiệm vụ rất nhanh. Đấy đại loại là level đầu thì những cái level đầu là mình chỉ đi làm nhiệm vụ thôi. Đó, ấn phát bay luôn. Và mở khóa tính năng và chủ yếu là mở sao nhỉ, mở cái tăng cường hóa các cái về phần đây tăng cấp kỹ năng rồi cường hóa thú cưỡi cánh. Đấy, đơn giản là vậy thôi. Gameplay game này nó không có gì đâu anh em nhá. Gameplay rất là đơn giản luôn và rất là quen thuộc đối với bạn nào mà hay chơi game dòng game nhập vai trên mobile thì mình thấy là game này nó quá quen luôn. Đây chúng ta đang cường hóa này. Cường hóa này các bạn sẽ cần vàng và cần đá cường hóa nhá. À, có hình các bạn khi là, nói chung là game này các bạn nên đặt VIP thì sẽ được nhận được ưu đãi. Đây, mở thêm một tính năng mới này. Nãy giờ bạn thấy, anh em thấy là mình chủ yếu đi làm nhiệm vụ rồi mở khóa tính năng mới thôi. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn gọi là tự động. Tăng cấp kỹ năng này chơi khá là nhàn nhỉ. Đó, mình sẽ có cái giày bay này. Nhưng mà game này nó chỉ cho trải nghiệm VIP hơi ít anh em ạ, nó chỉ cho trải nghiệm VIP có 10 phút thôi. Đấy, bình thường các game khác thì thường là nó sẽ tặng free VIP hoặc là nó sẽ cho trải nghiệm 30 phút. Cái game này thì hơi tiết kiệm một tí cho anh em chỉ trải nghiệm VIP khoảng 10 phút thôi. À, chủ yếu là tăng lực chiến bằng cái tính năng mà thú cưỡi cánh thần binh rồi thiên sứ. Cách chơi rất là đơn giản. À game này nó hơi bị hơi lag đấy nhá. Có một cái thỉnh thoảng do server hay sao ấy. Mình thấy là thỉnh thoảng hơi bị đứng đứng hình. À, mở tính năng mới hộ vệ rồi. Kiểu là cũng đi theo mình để chiến đấu của mình thôi. Đó, các bạn thấy không? Hậu vệ sẽ đi theo mình và chiến đấu cùng. Rồi, có lẽ mình cũng trải nghiệm nhanh cái game Vương Thần Mobile thôi bởi vì cơ bản thì nó cách chơi nó cũng không có gì cả. Tuy nhiên là nếu mà bạn nào mà là đã chán với bối cảnh kiếm hiệp tiên hiệp, muốn tìm đến một cái game có bối cảnh thần thoại phương Tây thì con Vương Thần Mobile này rất là phù hợp. Thì anh em có thể tải game trên Google Play và App Store nhá. Đây là game của nhà anh Soha Game. Đó, không biết anh em đánh giá game này thế nào thì các bạn để comment phía dưới cho mình biết nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì có lẽ là video của mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bạn nào cảm thấy thú vị thì có thể like, share, chia sẻ video này giúp mình. Ngoài ra thì anh em nào mà mới xem kênh của mình mà chưa ấn vào nút subscribe thì bỏ ra vài giây thôi nữa thôi. Ấn vào nút subscribe như nút chuông để tiếp tục đón xem những video tiếp theo của cậu vàng trên kênh Tôi Quên Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.